chào quý anh chị và các bạn. Đoàn làm phim Mát Xa Việt Nam của chúng tôi đã đến một cái thành phố rất là đẹp, đi xa hơn thành phố Hồ Chí Minh hơn 12 tiếng ngồi xe, nhưng chúng tôi đã có mặt ở đây và đây là một cái vườn trà rất là tuyệt vời. Một cái bộ phim tư liệu về trà, trà spa. Hãy đón xem chúng tôi và chia sẻ với bạn bè nhé quý chị và các bạn. Tôi sử dụng sản phẩm bằng kem trà được chiết xuất từ trà. Rồi bây giờ tôi bắt đầu. Nếu khách của mình hơi mạnh đô chút thì mình sử dụng bằng chỏ. Và dùng hai chỏ. Và dùng bàn tay. Cái vai của khách thường là cứng cho nên mình sử dụng, mình đi sâu hơn. Dùng nắm đấm. Dùng chặt. Sau đó mình kéo cái khăn lên. Và thời tiết ở đây thì lạnh, cho nên mình làm đến đâu là mình mở ra đến đó. Thank you.
đường đi này là Kinh Bàng Quang. Nếu mình đi theo đường Kinh Bàng Quang mà mình thấy có mở tắc nghẽn thì cái đường tiểu nó cũng khó khăn hơn. Và bên hông này là Kinh Đởm. Khi mà cái mình đi Kinh Đởm mà mình thấy có mở nhiều là khách hàng của mình rất là khó ngủ. Lòng bàn chân, cái gót chân là tượng trưng cho cái hậu môn, cái phần hậu môn của mình. Ở trong lòng bàn chân là tim gan tỳ phế thận, trong lòng bàn chân đây là xương bả vai. Ngón chân cái là tượng trưng cái đầu, ngón trỏ ngón giữa là tượng trưng mắt, ngón áp ngón út là tượng trưng lỗ tai. Khi mình đi bộ nhiều thì mình sẽ mỏi bàn chân nhiều hơn, cho nên mình gai ngay cái phần này, cái phần ở giữa chỗ bàn chân để cho nó thư giãn. Đi theo cái đường xương mát này là có huyệt túc tâm lý. Thì huyệt túc tâm lý, khi mình muốn đi xa là mình phải chăm sóc cái huyệt túc tâm lý, bởi vì huyệt túc tâm lý nó làm cho mình mỏi chân và mệt. Nếu mà cái huyệt túc tâm lý nó bị cứng, bây giờ thì mình phủ bên phần chân này lại. Cái phần chỗ nhượng chân nếu như cứng ở chỗ phần nhượng chân thì người ta bị đau đầu gối và hay bị dập bẻ.
động tác này là gọi là động tác nhào cơ. Có nhiều động tác để chúng ta đi nếu như chúng ta đã có thời gian dài, còn nếu như cái thời gian ngắn thì chúng ta cũng ít động tác hơn. Khi khách nằm ngửa ra thì mình đắp mặt nạ cho khách. Còn cái dưỡng chất thì mình cũng sẽ thoa xuống dưới cổ. Mặt nạ thì mình để từ 15 đến 20 phút. Thì 15 đến 20 phút đó mình xuống làm tay. Cái đường đi của trên phía bên ngoài của tay là thủ tâm lý, có quyệt thủ tâm lý. Cái quyệt thủ tâm lý mình cũng phải chăm sóc để cái quyệt này là nó giúp cho tay mình khỏe hơn. Đây là quyệt hợp cốc. Quyệt hợp cốc thì điều trị về đau bụng kinh và mệt mỏi. Cái phần tay trong là kinh tâm bao. Khi mình massage quyệt này là máu bơm về tim tốt hơn, máu bơm về tim đủ hơn. Cái phần bắp tay là chăm sóc bao tử. Bàn tay cũng tượng trưng cho sơ đồ nội tạng. Cái phần trái chanh này là tim.
phần giữa lòng bàn tay là tim, gan, tỳ, phế, thận. Sau đó mình đi xuống đến phần chân ngoài, chân trước, vùng trước. Phần chân trong là đường kinh can, chăm sóc cho gan khỏe. Nếu mình đi mà mình thấy là nó lợn cợn thì gan nhiễm mỡ, là mình cần phải tư vấn cho khách của mình chăm sóc lá gan cho nó tốt. Gan thì nó tự chữa lành, nếu mình ngủ giấc ngủ đủ thì gan nó tự chữa lành. Nhưng mà nếu mà mình thức đêm, thức 1, 2 giờ sáng mà mình chưa ngủ thì gan mình càng ngày nó càng tổn thương nhiều hơn. Các bạn nhìn thấy tôi làm massage luôn luôn, lúc nào tôi cũng làm bên trái trước, vì bên trái gần tim cho nên mình đi bên trái là mình để cho máu bơm về tim đủ hơn. Thank you.
Và các bạn đừng quên, cái vùng bụng nó rất quan trọng, cho nên mình cần phải massage vùng bụng. À, phần này là phần bao tử của khách, thì mình đi cái vòng theo chiều kim đồng hồ. Bởi vì cái vùng bụng là cái vùng nhiều vi khuẩn nhất, mình cần phải làm massage bụng. Khi mà mình làm massage là mình cần phải làm massage bụng, đừng có bỏ sót cái massage bụng. Và luôn luôn là mình ở bên trái của khách, để khi mình đi nè theo chiều kim đồng hồ thì nó đẩy xuống hậu môn, cái phân nó đẩy xuống hậu môn nè. Nếu mà các bạn đi ngược lại là người ta bị táo bón. Và nhào cơ. Mình làm như vậy thì cái đường ruột nó mềm ra và khách không có bị táo bón. Massage cũng massage giảm cân cũng làm những cái động tác như thế này. Sau đó mình lên vùng ngực. Ngực là ôm phổi, cho nên mình phải làm cái vùng ngực nữa. Hồi nãy mình làm cái phần lưng, bây giờ mình làm đến phần ngực. Bởi vì cái lá phổi của mình á, nó ôm theo xương sườn sau và xương sườn trước. Theo hai bên cái phần bả vai của mình nè, đây là máu bơm về tim, máu bơm về phổi, mình phải làm cho nó lưu thông. Bây giờ đến phần cổ. Khi mình làm massage xong là bắt đầu mình về đến phần cổ, và từ cái cổ mình cho máu bơm về não, kết thúc phần đầu. Và mình kết thúc là kết thúc phần đầu, mình làm massage đầu cho khách. Các bạn làm massage đầu thì các bạn sử dụng bằng 10 ngón tay luôn. Mình không có cần phải sử dụng một ngón tay mà 10 ngón tay, mình giống như là mình gội đầu cho khách vậy.
sau đó mình bỏ cái mặt nạ ra. Và các bạn cuốn cái khăn lại. Để mình nắn chỉnh đốt sống cổ. Cầm chặt hai phần đầu khăn. Lắc nhẹ thôi. Các bạn đặt cái tay của mình ở dưới chỗ lỗ tai của khách và cái tay này kéo qua một bên, đừng cho khách gượng lại mà lắc nhẹ thôi, ngược quay qua lắc nhẹ. Rồi sau đó mình đỡ khách lên, các bạn đặt tay qua như thế này và đỡ khách ngồi dậy, sau đó bóp lại, xoa bóp lại cái phần cổ. Xoa bóp lại phần vai và vỗ nhẹ cho khách. Đó là kết thúc một bài massage. Cảm ơn rất nhiều. Xin chào quý anh chị và các bạn, đoàn làm phim Massage Việt Nam của chúng tôi đã hoàn thành cái phim massage tại vườn trà và tôi cảm thấy rất là tuyệt vời. Mặc dù thời tiết rất là lạnh nhưng chúng tôi đã hoàn thành bộ phim. Thì ở đây chúng tôi muốn nói gửi gắm đến quý anh chị và các bạn, hãy chia sẻ để Massage Việt Nam có nhiều tập hơn nữa cho quý anh chị và các bạn xem những đoạn phim trên nước Việt Nam của chúng ta rất là xuất sắc. Xin chào và hẹn gặp lại.